Kocho Shinobu, trung trụ của sát quỷ đội, là trụ cột nhỏ tuổi thứ nhì chỉ xếp sau hai trụ Muichiro. Sở dĩ cô mang danh hiệu trùng trụ như hiện tại là vì loại hơi thở đặc biệt mà cô sử dụng có tên là hơi thở côn trùng, phân nhánh trực tiếp từ hơi thở ngàn hoa. Hơi thở ngàn hoa thì được phân nhánh từ hơi thở nước, và hơi thở nước lại là một trong năm nhánh chính của hơi thở mặt trời. Hơi thở côn trùng chính là kỹ thuật thở có phân nhánh sâu nhất tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ có mỗi hơi thở được xếp vào hàng đặc biệt nhất đâu nha, Shinobu còn là thành viên thấp bé nhẹ cân nhất trong dàn cửu trụ, hay không muốn nói rộng hơn là nhỏ con nhất trong sát quỷ đoàn. Chính vì sở vóc dáng nhỏ bé bẩm sinh nên mật độ cơ bắp trên cơ thể cô cũng ít hơn người bình thường, đến nỗi lực tay của Shinobu còn không đủ mạnh để chặt đầu quỷ. Phương thức giết quỷ được cho là phổ thông nhất, nhưng không vì trở ngại nhỏ bé này mà cô từ bỏ con đường diệt quỷ. Bằng trí thông minh cùng niềm đam mê học hỏi bất tận, Shinobu đã sáng tạo ra cách thức giết quỷ mới, chính là dùng độc dược. Để có thể tiêm độc tố vào cơ thể quỷ, cô cần một thanh kiếm đặc chế dành riêng cho mình, và để có thể tối ưu sức mạnh cùng công dụng của thanh kiếm ấy, đòi hỏi cô cần phải sáng tạo ra một kỹ thuật hơi thở phù hợp mà chỉ có bản thân cô khi kết hợp cùng thanh kiếm này mới có thể sử dụng. Từ đó hơi thở côn trùng mới được khai sinh, và đó cũng chính là bí mật đầu tiên của trùng trụ. Cùng mình tiếp tục theo dõi xem những bí mật nào của Shinobu sẽ được tiết lộ ngay sau đây nhé. Mang trên gương mặt biểu cảm rạng rỡ, Shinobu luôn cố gắng để có thể nở nụ cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả những lúc cô đang cáu giận hết sức như bị Tomioka kẹp cổ, cô vẫn lấy hết tất cả sự niềm nở cuối cùng để mỉm cười với vài sợi dây gân đang nổi dọc trên trán. Nhưng đôi lúc nụ cười tươi tắn ấy cũng mang theo một chút gì đó huyền bí, đáng sợ. Như lúc cô hứa sẽ ban tặng cho Nezuko một cái chết nhẹ nhàng để Tanjiro không phải nhìn thấy em gái mình đau đớn. Chúng ta đã hai lần được nhìn thấy một khía cạnh khác trong con người của cô. Lần đầu tiên là lúc Shinobu dùng những lời lẽ dịu dàng, mang đầy sức sát thương để tra tấn tinh thần của quỷ nhân chị trước khi tiễn cô ta về với Hoàng Tuyệt, bắt đầu hành trình đền tội bằng một liều thuốc độc. Thứ hai là lúc Tanjiro đánh hơi được mùi hương của sự giận dữ từ cô. Đây mới chính là con người, là tính cách, là cảm xúc thật sự bên trong Shinobu. Trùng trụ vẫn luôn tức giận, cơn giận đó vẫn không ngừng trỗi dậy, chưa một giây một phút nào nguôi ngoai. Cô không thể nào quên đi nó, cái chết của chị mình cùng lời nguyện ước cuối cùng của chị ấy. Cô không tìm được một cách hay lý do nào để mình có thể tha thứ, hòa hợp, thương xót cho lũ quỷ như Kane. Trong cô giờ đây chỉ còn lại là sự căm hận với con ác quỷ để sát hại người thân cuối cùng của mình. Nhưng Shinobu vẫn luôn tự nhủ với bản thân, người trưởng thành là người biết kiểm soát cảm xúc. Chính vì thế cô luôn cố gắng để mỉm cười, nụ cười che đi sự yếu đuối, giấu đi sự mỏi mệt tận cùng, lấp đi nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Nụ cười đủ sức đè nén cơn tức giận, ép chế sự phẫn nộ, hãy tìm cách để chế ngự nó, những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt đã từng rơi lệ nhiều nhất, nụ cười rạng ngời nhất là nụ cười chất chứa những bí mật sâu thẳm nhất, trái tim dịu dàng nhất là trái tim đã từng gánh chịu vạn ngàn nỗi đau. Câu nói đó có lẽ là phù hợp nhất với người con gái mang tên Hồ Điệp Nhẫn. Mình cực kỳ thán phục tài năng và sự khéo léo trong cách đặt tên cho từng nhân vật của tác giả Gotouge. Mỗi cái tên đều gắn liền với một đặc điểm, sự vật, sự việc, sự kiện quan trọng đã, đang hoặc sắp xảy ra sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của nhân vật. Chúng cũng phần nào nói lên suy nghĩ, tính cách của người đó. Khi nhắc đến Shinobu, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh của loài bướm, vì mỗi khi cô chuẩn bị xuất hiện ở nơi nào, nơi đó thường sẽ có những cánh bướm tung bay. Mình thấy ấn tượng nhất chính là phân cảnh Shinobu như hóa thành một nàng tiên, giáng xuống với đôi cánh điệp khổng lồ, dịu dàng tung bay giữa bầu trời đêm dưới ánh sáng huyền diệu của ánh trăng mờ ảo. Nàng tiên đã giáng trần để cứu lấy cuộc đời của vị anh hùng nhút nhát Zenitsu. Bên cạnh hình ảnh cánh bướm đã gắn liền với Shinobu từ những giây phút đầu tiên của câu chuyện, thì họ của cô, Kocho, cũng có nghĩa là hồ điệp, và mọi thứ liên quan đến cô dường như cũng có ít nhất một mối liên hệ chặt chẽ với loài bướm. Dễ thấy nhất như chiếc áo Hari cùng băng bảo vệ chân với họa tiết cánh bướm, châm cài tóc hình bướm bướm, tư dinh mà cô ở mang tên là điệp phủ cũng có nghĩa là dinh thự bướm. Đến cả những thức kiếm trong hơi thở côn trùng như điệp chi vũ cũng có một mối liên hệ chặt chẽ với hình tượng loài bướm, và bướm cũng xuất hiện rất nhiều trong chiêu thức đầy diễm lệ này của cô. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng phân tích đến tên. Shinobu có nghĩa là nhẫn. Các bạn có thấy cách phát âm của nó hơi heo heo giống với từ nào không? Chính là Shinobi, nhẫn giả đấy. Từ nhẫn trong tên của Shinobu mang hàm ý là kiên nhẫn, nhẫn nhịn, một điều khá dễ nhận ra khi cô lúc nào cũng bận rộn, chăm chỉ hết mình với công việc, thậm chí còn chẳng màng đến việc nghỉ ngơi, lúc nào cũng cố gắng quá sức. Và trùng trụ trong suy nghĩ của các trụ cột khác cũng là một người rất cần cù, chịu khó với tính nhẫn nại cực kỳ cao. Nhưng nhẫn trong tên của cô có vẻ như còn mang một hàm ý khác là tàn nhẫn. Hãy nhìn vào cách thức giết quỷ đặc biệt của Shinobu đi, sử dụng độc dược để mang đến cho chúng một cái chết đau đớn, quằn quại hơn một nhát chém vào cổ rất nhiều lần. Thân thiện, hòa đồng, dịu dàng dễ mến trong mắt mọi người, nhưng đối với loài quỷ thì lại vô cùng đáng sợ, dã man và tàn nhẫn. Đó chính là người con gái mang tên Kocho Shinobu, trùng trụ của sát quỷ đội.
Giyu sẽ mỉm cười khi được ăn canh cá hồi hầm củ cải. Kyoshiro sẽ hét lên thật to ư mai mỗi khi được ăn khoai lang. Sanemi sẽ rất cáu giận nếu như bạn nói ra món ăn yêu thích của anh ấy là bánh nếp đậu đỏ, không rực rỡ sắc màu như bánh mochi anh đào của Mitsuri, cũng không đắt đỏ hào nhoáng như món cá nóc sống của Tengen. Chỉ cần một dĩa cá kho rượu gừng cũng đã đủ khiến Shinobu phải mỉm cười thích thú. Món ăn này được làm từ những loài cá nhỏ, kết hợp với rong biển hoặc rau nấu chung với đường, nước tương và rượu gừng tạo nên hương vị đậm đà, nồng nàn, hấp dẫn. Thường được ăn kèm với cơm hoặc đậu phụ, ngọt dịu, cay nồng chính là những hương vị đặc trưng của món cá kho rượu gừng. Khá giống với tính cách của Shinobu nhỉ, luôn điềm tĩnh, dịu dàng, ôn hòa ở mọi tình huống, nhưng đôi lúc cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Khi đối đầu với quỷ dữ, cô không ngần ngại mà tung ra những lời lẽ cay nghiệt để đả kích tinh thần, nguyền rủa cái cuộc đời chết tiệt của lũ quỷ. Đúng là không chỉ có cái tên mà đến cả món ăn yêu thích cũng phần nào nói lên tính cách đặc biệt của Shinobu. Là một người bình thường thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều có một sở thích. Đó có thể là một món ăn, một trò chơi, một môn nghệ thuật giải trí hay một con vật như thú cưng chẳng hạn. Nếu như Phong trụ có sở thích nuôi bọ Kabuto, Sa trụ có Kaburamaru là bạn đồng hành, thì Trung trụ cũng có nuôi một chú cá vàng làm thú cưng đi nhé. Thế nhưng kỳ lạ ở một chỗ là chú cá vàng này lại được đặt tên là cá nóc. Ủa, gì vậy? À, chắc là cô muốn bé cá vàng của mình sau này khi lớn lên sẽ trở nên mũm mĩm, to tròn, bụng bẩm đáng yêu như cá nóc đi mà. Phong cách đặt tên kỳ lạ của Shinobu chưa dừng lại ở đó. Trong danh sách đề xuất tên dự bị mà cô đặt cho Kaneo thì toàn là những cái tên phải nói là ối rồi ôi không à. Nào là Suzume, có nghĩa là chim sẻ, Hagobe, cỏ tinh thảo, Kamasu, cá nhồng, Tobiko, trứng cá chuồn, Tanago, họ hàng của cá chép, vân vân và mây mây rất nhiều những cái tên kỳ lạ khác nữa. Kane cầm mảnh giấy viết tên lên xem mà cũng muốn hoài nghi nhân sinh luôn. Không biết con bé nghĩ cái gì mà lại đi đặt cho con gái nhà người ta mấy cái tên lạ lùng thế không biết. Thế nhưng không phải tất cả những cái tên Shinobu đặt ra đều kỳ quặc. Quả đưa tin của cô có tên là En, viết theo hán tự Kanji có nghĩa là diễm, thường được dùng để ám chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ, chẳng hạn như diễm sắc, diễm lệ. Trùng hợp thay, quả của cô cũng thuộc giống cái, một cái tên quá đẹp cho một nàng quả phải không nào. Đấy, bảo là Shinobu hay nghĩ ra mấy cái tên kỳ lạ vậy thôi, chứ thực ra khi nghiêm túc thì cô cũng đặt được một cái tên ra ngô ra khoai lắm chứ bộ. Các bạn nhìn thấy điều gì đặc biệt trong trang bìa của chương 41? Một bóng lưng u buồn của một thiếu nữ nhỏ nhắn vừa tròn tuổi xuân xanh, hay hình ảnh một nữ chiến binh mạnh mẽ đã từng trải qua biết bao thảm kịch, gánh chịu nhiều tổn thương, từng mất đi tất cả, nhưng chưa một lần nhụt chí hay có ý định từ bỏ. Người con gái vẫn kiên cường đứng lên, một mình một đôi cánh, vẫn tự tin tung bay trên đại dương của bi kịch, truy diệt từng sinh mạng của lũ quỷ. Cánh bướm dịu dàng ấy nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt hồ sen, một khung cảnh đậm chất yên bình, mang theo thanh âm của sự tĩnh lặng. Nếu như hồ điệp luôn gắn liền với hình tượng của trùng trụ Shinobu trong xuyên suốt cả câu chuyện, thì hình ảnh hồ sen cũng có một mối liên hệ chặt chẽ với một nhân vật, một con ác quỷ mà kẻ đó không ai khác là Thượng Nhị Đầu Ma. Dường như trận chiến định mệnh của Shinobu đã được tác giả ngầm spoil từ trước thông qua hình ảnh cô đứng trên mặt hồ sen trên trang bìa chương 41. Thêm một chi tiết khá thú vị nữa chính là tiêu đề của chương 41 và 142 đều lần lượt được đặt tên là Kocho Shinobu và trùng trụ Kocho Shinobu. Chương truyện thứ 41 là báo hiệu cho sự khởi đầu cho hành trình phát triển của một nhân vật, còn chương truyện thứ 142 là dấu hiệu cho sự kết thúc, trận chiến sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Shinobu. Hạnh phúc đôi khi không cần phải có thật nhiều của cải, đầy ắp vàng bạc, nhà cao cửa rộng hay dinh thự khang trang. Đối với gia đình nhà Kocho, hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười của cha mẹ và hai đứa con thơ. Nhưng hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu thì lại sớm đổ vỡ, rồi hóa thành bi kịch. Vào cái đêm mà con quỷ đã tìm đến cướp đi sinh mạng của hai đấng sinh thành, những tưởng hai đứa trẻ cũng sẽ chịu chung số phận như cha mẹ mình, thì bất ngờ một vị anh hùng xuất hiện, giết chết con quỷ và cứu lấy hai chị em. Người đàn ông cao lớn với đôi mắt mù loà, chàng trai tỏa ra khí chất đáng sợ, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác an toàn vô bờ bến đó, chính là ân nhân của chị em nhà Kocho, Himejime Gyomei. Sau khi được nhem trụ giải cứu khỏi lưỡi hái tử thần, Kane và Shinobu được ẩn đội giúp đỡ, gửi về nhà người thân để chăm sóc. Tưởng rằng hai cô bé đã từng mang ơn anh ngày ấy, Himejime sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Thế nhưng nửa tháng sau, có hai vị khách đặc biệt đột nhiên ghé thăm nhà anh. Chẳng phải ai đó xa lạ, mà chính là hai đứa trẻ mang nặng nghĩa tình. Chúng đến vì muốn được nói lời cảm ơn với anh, và cũng là vì muốn được trở thành thợ săn quỷ giống như anh. Vì câu chuyện phía sau của Gyomei và hai chị em nhà Kocho còn khá dài, nên mình xin hẹn các bạn tại một video khác. Mình sẽ kể nốt phần còn lại cho mọi người nghe. Còn nếu như các bạn muốn được thưởng thức câu chuyện của họ một cách trọn vẹn nhất, thì hãy tìm đọc quyển tiểu thuyết thứ 2 của Kimetsu no Yaiba mang tên Cánh Bướm Khuyết nhé. Chúng ta thường hay nhớ đến công lao to lớn nhất của Shinobu, chính là vì cô đã liều lĩnh bão hòa thành công một lượng chất độc hoa từ đàn khổng lồ vào cơ thể, hy sinh thân mình để đầu độc Thượng Nhị, gián tiếp gây ra cái chết bất đắc kỳ tử cho Đầu Ma. Dù đã không còn, nhưng những cống hiến thầm lặng mà cô để lại là vô cùng lớn, mở ra cánh cửa giúp Kaneo và Inosuke có thể giành được chiến thắng trước Thượng Nhị, trao cho những người đồng đội còn ở lại của mình một tấm khiên bảo vệ, một thanh kiếm âm thầm hủy hoại cơ thể chú quỷ từ bên trong. Tuy không góp mặt chiến đấu tại trận chiến cuối cùng với Muzan, nhưng không vì thế mà Shinobu không lập được bất cứ công trạng nào.
nghèo. Ngược lại, cô còn sở hữu một công lao to lớn không thua kém gì nữ bác sĩ Tamayo. Trong khoảng thời gian nghiên cứu độc dược cùng Tamayo và Yushiro nhằm điều chế ra phương thuốc biến quỷ thành người để bơm vào cơ thể chú quỷ, Shinobu đã tính đến phương án dự phòng trong trường hợp khi thuốc không có hiệu quả đối với hắn. Chỉ biến quỷ thành người thôi là chưa đủ, chúng ta nên thêm vào một vài công dụng khác như lão hóa chẳng hạn. Có vẻ như nó sẽ phát huy hiệu quả cực kỳ tốt trong trường hợp thuốc biến quỷ thành người không thể phát huy tác dụng, vì có thể hắn sẽ tìm ra cách hóa giải. Tiếc thay, cái đầu với năm bộ não của chú quỷ đã không thể ngờ được rằng lòng hận thù, trí thông minh cùng sự nham hiểm thâm độc của Tamayo và Shinobu lại có thể vượt xa sự tưởng tượng của hắn nhiều đến như vậy. Đúng là tức đến ói máu, nhưng mà khi kịp nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Vậy là chúng mình vừa tìm hiểu về những bí mật của chủng trụ Kocho Shinobu, hồ điệp nhẫn. Thông qua cái tên, dường như tác giả muốn ngụ ý và ngầm khẳng định rằng cánh bướm chính là linh vật đại diện cho hình mẫu của người con gái dịu dàng, mỏng manh, từng trải có muôn vàn nỗi đau, khiến đôi cánh trong trái tim cô đã bị tổn thương, chai sạn đi rất nhiều. Hoang tàn, sơ xác, đôi cánh ấy đã không còn được nguyên vẹn như thuở ấu thơ. Sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời, nó đã quá đuối sức, thậm chí là muốn bỏ cuộc vì rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng đôi cánh ấy vẫn chưa một lần ngừng đập, cô gái vẫn kiên cường, hàng ngày chiến đấu với nỗi đau, đè nén cơn giận dữ đang sục sôi, biến sự phẫn nộ thành sức mạnh. Hãy chờ đợi, chờ ngày lòng thù hận trong cô đủ lớn để hóa thành cơn sóng thần, dìm chết cuộc đời bi thương của những kẻ gây ra bi kịch.